cũng là trạm y tế, nhưng tại trạm y tế này, khi có nhiều bệnh nhân có nhu cầu xét nghiệm, một đội ngũ y bác sĩ từ tuyến quận sẽ trực tiếp có mặt tại đây để lấy mẫu xét nghiệm, sau đó trả kết quả tại phường. Tất cả được quản lý bằng hệ thống công nghệ phần mềm. Tất cả thông tin của người bệnh và các thao tác như là khám bệnh, chữa bệnh hay là chuyển bệnh đều được lưu vào trong phần mềm này. Điều này sẽ giúp cho các y bác sĩ thuận tiện hơn trong công việc khám chữa bệnh, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân tin tưởng hơn vào các trạm y tế tại phường xã. Sau khi áp dụng mô hình này, lượng bệnh nhân tại trạm y tế đã tăng gấp 3 so với trước đây. Trạm y tế còn áp dụng phương pháp y học gia đình, theo dõi sức khỏe đến từng người dân trong phường. Dựa vào bác sĩ ở đây, dựa vào cái hệ thống phần mềm đó, bác sĩ ở đây nhìn vô cái kết quả cận lâm sàng xét nghiệm vậy, người ta chẩn đoán ra bệnh thì tích cực hỗ trợ tại chỗ cho bệnh nhân luôn, để cho bệnh nhân không có phải mất công họ đi tới đi lui lên tuyến trên. Bên cạnh áp dụng mô hình trạm y tế một điểm dừng, theo bác sĩ Hùng, tại các trạm y tế tuyến tỉnh quan trọng là làm thế nào để cung cấp đầy đủ thuốc cho các trạm y tế. Một số thuốc đôi khi cũng chưa đáp ứng kịp thời với cái thị hiếu và cái nhu cầu của người bệnh, cải tiến hệ thống chuỗi phòng khám và chuỗi phòng nằm điều trị để làm sao tiến tới sự hài lòng của người bệnh thì mới thu hút được bệnh nhân. Cả nước hiện có hơn 11.000 trạm y tế, tuy nhiên theo đánh giá của Bộ Y tế, chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, gỡ nút thắt về chất lượng trạm y tế là điều quan trọng để góp phần giảm hình ảnh người dân vượt tuyến, gây quá tải cho tuyến trên, trong khi tuyến dưới thì điều hiu, ế ẩm.